Ok, chào các bạn nha. Bài học này tôi hướng dẫn các bạn là một số thiết lập một số cái tùy chọn cơ bản trong phần là xuất bản vẽ trong phần mềm để hết nha. Rồi ok, bây giờ bạn tạo new cho mình vào môi trường xuất bản vẽ ha. Rồi drawing này, chọn là hệ mili này. Ok, ở đây bạn chọn cho mình một khẩu bất kỳ đi. Ok, ví dụ như là A4 chẳng hạn. Ok này, đây là cái bản vẽ mẫu của phần mềm ha. Ok, rồi bài học sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo ra một cái khung bản vẽ theo tiêu chuẩn riêng của mình, tạo ra cái khung mới ha. Thì trong các phần mềm khác nó có phần là edit format ấy, nhưng mà trong này thì nó là tạo bản vẽ riêng theo kiểu khác ha. Ok, rồi đây là một cái khung bản vẽ chuẩn của phần mềm này. Rồi có kích thước khác thứ ha. Rồi cái này, phần bên này đó chính là cái phần nào tutorial á, là lúc bạn mới vào phần mềm là nó có phần là giới thiệu này này, đó chính là hướng dẫn các bạn. Cái này thì không cần ha, bạn vào mục là đây, vào cái cây này cho mình, cây này ha, hoặc là navigation này, bạn chọn cái sheet 1 này, bạn kích phải bạn chọn là edit sheet cho mình ha. Thì trong này thì bạn có thể là standard size này, đây là có các size ha, đây trong này bạn cũng có thể tùy chỉnh trong này. Đấy, ví dụ như bạn chọn ở A3 cái gì thì trong này đều được ha. Rồi custom size đó chính là cái bản vẽ phi tiêu chuẩn. Ở đây bạn có thể là thiết lập kích thước cho nó này. Đây, đây thì bạn chọn standard size ha, chọn theo tiêu chuẩn đi. Scale nó chính là cái tỷ lệ. Đấy, tỷ lệ thì tùy vào tỷ lệ bản vẽ ha. Ok, name này, đây là cái sheet 1 này, sheet 1 cuộc này, thấy không? Đây là chính là tên này. Bạn ví dụ bạn muốn đổi tên này, bạn đổi tên gì thì bạn đổi ha. Sheet number đây là số thứ tự này, cái sheet thứ nhất ha, sheet 1 này, thấy không? Còn cái relation A đây chính là cái bản vẽ. Ví dụ như trong này tiếng Việt mình hay đề đặt đặt chỗ này, nó chính là bài thực hành, bài số bao nhiêu á, thì đây là A, B, C, chi bạn tùy đặt ha. Rồi setting thì có cái thông số như sau này, unit unit là hệ ha, hệ mét hoặc là mili, hệ inch này. Về hệ inch thì nó tự nhảy hệ inch cho bạn, hệ mét thì nó tự động, mm thì nó tự động đưa về hệ mili này. Ok, còn có hai hướng nhìn chính, đó chính là hướng nhìn thứ nhất và hướng nhìn thứ ba ha. Thì theo tiêu chuẩn Việt Nam á, và theo tiêu chuẩn ISO thì hướng thứ nhất, còn theo tiêu chuẩn Nhật thì hướng nhìn thứ ba ha. Ok, hướng nhìn thứ nhất thứ ba này thường là trong những cái bản vẽ về phần trục thì các bạn mới hình dung được ha, mình cũng ít gặp. Rồi ok, bạn để chọn cho mình hướng nhìn thứ nhất nhé. Rồi sau đó bạn nhấn ok này. Đấy, đó chính là đưa về một cái hướng nhìn edit sheet format trong này. Đấy, rồi bây giờ bạn muốn thiết lập một số cái thông số cơ bản trong phần môi trường xuất bản vẽ trên phần mềm lễ thì bạn phải vào phần trong solid work, nó có phần là ở trên này có phần là option thì bạn vào ha. Nhưng mà ở đây thì trong lễ thì bạn có thể chọn là menu này, chọn xuống là reference này, rồi chọn là drafting cũng được ha, hoặc bạn chọn file này, số xuống chọn là reference này. Đây này, bạn chọn drafting cũng được nhé, hai cái đều như nhau nhé, hai cái giống như nhau, bạn đều vào môi trường thiết lập các cái xuất bản vẽ ha. Thì trong môi trường này á thì bạn chú ý cho mình đến cái mục đó chính là drafting dimension thôi. Đây này, đó chính là thiết lập ghi kích thước thôi, phần quan trọng là kích thước thôi, còn các cái thông số khác á, view các thứ á, thì chủ yếu là mình tự động ghi. Còn cái này là bạn tự động bắt này, thiết lập cho nó thì nó tự động bắt, còn những cái khác thì nó sẽ bạn để là tự động ghi ghi kích thước, hoặc là ghi ba lâm, hoặc là ghi dung size, hoặc là ghi cái gì ấy thì bạn sẽ thiết lập trong này. Còn những cái phần khác, phần nâng cao hơn thì bạn phải tự ghi nhá. Đấy, thì chủ yếu là mình thiết lập trong phần là dimension thôi. Rồi đây là thiết lập về ghi kích thước ha. Ok, có phần đầu tiên đó chính là workflow, đây chính là quy trình làm việc thôi, cái phần này bạn bỏ qua nhé. Rồi ở mục tolerance này đó chính là dung size nhé, thiết lập về dung size. Ok, time value trong này có các kiểu này, đấy thấy không, kiểu ghi ha. Thì tùy vào thì có kiểu ghi là cộng trừ x này, cộng trừ này, phân số này, đấy, x trên y lấy mình này, rồi ấy các thứ ha. Ví dụ như bạn ghi mình h7 chẳng hạn, đấy lấy mình and fit ha, hoặc là kiểu basic là tự ghi. Thì trong này thì bạn để cho mình là no tolerance nhá, tại vì là đâu phải kích thước nào cũng có dung sai đâu, thì trong cái trường hợp cái nào mà có dung sai thì mình tự ghi cho nó. Đấy, ok chưa. Rồi cái mục direction palette thì đó chính là cái số thập phân phía sau thôi, đây thì bạn có thể tăng này, giảm này, đấy số thập phân phía sau ha. Ví dụ như là số thập phân của nó là 0,002 hay là 0,02 gì đấy thì bạn để hai số thôi chẳng hạn. Đấy, không muốn cho nó là ba số thì bạn để hai số thôi chẳng hạn. Còn cái này là
upper tolerance đấy chính là dung sai giới hạn trên ha, giống như là dung sai trục và lỗ, trục dung hai lỗ này đấy, dương và âm ha, không có hai cái đấy, dung sai giới hạn trên và giới hạn dưới đấy, ok chưa. Còn mục limit and fit đó chính là giới hạn về độ lắp thai này, trong có kiểu này hole, hole đó chính là giới hạn về lắp lỗ, sharp là giới hạn về lắp trục, fit là lắp chặt nha. Đấy có ba cái đấy thì tùy chọn ha. Ok rồi, format thì trong này có kiểu ghi này, fit only này, fit width limit này, fit width tolerance này, hoặc là fit tolerance only thì ở đây bạn chọn cho mình là fit only thôi ha, hoặc là fit width tolerance này cũng được này, như là tùy ha. Ok rồi, display đó chính là cũng kiểu ghi thôi, single line hoặc là double line, đây là kiểu thì có sạc sạc là cái này double line đó chính thì có phân số ha, đây bạn chọn double line ha. Rồi tương tự kiểu dưới này đó chính là những cái kiểu ghi của nó thôi đấy, volume to lớn ở đây bạn chọn năng cho mình ha. Rồi alignment đó chính là vị trí thôi, ở đây bạn chọn cho mình là kiểu là center value này, rồi center value and fit này, đấy các kiểu ghi thôi. Bottom này thì ở đây bạn chọn cho mình là kiểu center value đi ha. Ok rồi, chú ý cho mình một số cái thông số cơ bản như vậy thôi. Còn có một là display and unit nữa, đó chính là trình bày về vị trí chữ ha, thì trong này trình bày về chữ đấy. Ok unit pole này trong này có kiểu ví dụ như kiểu ghi chữ, ví dụ như là kiểu upper này, above này, kiểu ngang này, kiểu trên này, kiểu dưới, below rồi dưới này. Ở đây bạn chọn cho mình là upper đi ha. Rồi angle display đó chính là cũng kiểu ghi về 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 góc thôi đấy, về góc này đây có kiểu góc ha, đây này đấy, thì ở đây bạn chọn cho mình đó chính là kiểu đầu tiên thôi ha, đây là ghi theo độ này đấy, độ phẩy không không đây, các thứ ở đây bạn chọn kiểu đầu tiên đi thôi ha, cho nó đơn giản thôi. Zero display zero display đó chính là vị trí số không thôi, đây là bạn chọn là normal là mặc định này, hoặc là các kiểu ghi ha, đây bạn chọn cho mình là normal thôi này. Rồi ok có hai kiểu đó chính là show reading zero, đây chính là thể hiện vị trí số không ở phía trước thôi, bạn có muốn thể hiện vị trí số không ở phía trước hay không thôi. Ở cái mục convert tolerance when changing unit đó chính là cho phép chuyển đổi dung sai khi mà bạn thay đổi đơn vị, thì nó có cho phép thay đổi dung sai không ấy, thì đây chính là cái này ha, để bạn có thể tích vào. Rồi mục đua thì bạn để trong này là chính là liên quan đến hệ thôi, hệ ví dụ như hệ mili hoặc là ấy, thì ở đây thì bạn chọn cho mình là kiểu unit là bạn chọn mm nha. Ok còn trong này đó chính là phần dấu phẩy, ví dụ như kiểu ghi ví dụ như dấu phẩy là sau, hoặc là một phần này phân số, hoặc là ấy này 1/8 hay một nhân 1/8 đấy cái thứ ha. Ở đây bạn nhập cho mình làm dấu phẩy đi ha, đây là phần tập phân phía sau này, 2 3 4 này đây, thấy không, tương tự kiểu dưới này ha. Rồi ok chưa, tolerance thì tương tự là phần dung sai thôi đây, ok chưa, đó là vị trí số không phía sau này đấy, bạn để cho mình hai số thôi ha. Ok bây giờ hạt trên với hạt dưới này. Rồi ok sau chuyển qua thẻ tiếp theo đó chính là kiểu dốc, dốc đấy chính là cái kiểu ghi thôi, kiểu ghi theo kiểu dốc thôi, ghi kích thước theo kiểu dốc, size này có kiểu này đây, kiểu inter này, infer này, hoặc dốc này, hoặc là no dốc, thì ở đây bạn chọn cho mình cái kiểu đầu tiên đi ha. Inference là tự động ha, method thì trong này có các phương pháp ghi start and offset này, start offset angle này, and offset angle này đấy, thì bạn chọn cho mình một cái kiểu nào đó đi ha, tùy ha. Đây ví dụ như kiểu thứ hai nhá, start offset offset and angle nhá. Rồi đây test start offset, start offset là gì, đó chính là cái khả năng hiệu chỉnh khoảng cách đo ha, n là cái điểm kết thúc của nó này, n offset này, góc của nó này. Rồi theo đây chính là cái tùy chỉnh về cái chỗ này này, chỗ ghi này đấy, theo đấy theo bạn nhìn vào cái màu đỏ là đó, theo đấy đó chính là start và end, còn cái cung đó chính là angle ha. Đấy ok rồi, các thông số này các bạn làm tương tự ha. Rồi bạn chuyển qua thẻ tiếp theo, rồi chính là chấm narrow ha, cái kiểu này là narrow này này, cho phép là hiệu chỉnh các cái đường mũi tên đấy, trong này có các size kiểu này, none này, no little này, with little này, about little, about soup này, after fruit này, thì ở đây bạn chọn cho mình là no, none hoặc là no little ha, các kiểu ghi thôi. Ok rồi thì trong này có text origin, đây chính là những cái trường hợp mà góc nghiêng á, trường hợp mà nghiêng nghiêng này, thì bạn có muốn ghi theo hai kiểu đó chính là kiểu horizontal là horizontal đó chính là vuông góc với nó, hay là ngang hàng đấy, hoặc là parallel là song song với nó, thì bạn chọn cho mình là parallel ha. Ok tương tự dưới này là cái này là a rock with here, đây chính là
mũi tên thôi. Đây thì thường thì có mấy kiểu, ví dụ như là open này, chọn bạn chọn kiểu với như open drop này, hoặc là filter of drop ha. Đây hoặc là cái cuối này là chọn theo cái kiểu mũi tên là đây, cloud solid drop, thì cái này là mũi tên thì nó không có không tự động ha. Đấy, thì thường thì bạn chọn cho mình kiểu là open of drop hoặc là kiểu là filter of drop này cũng được nha, hai kiểu này. Rồi cái này là tương tự là text với lại góc thôi. Đây tương tự thôi nha. Rồi text là cái khoảng cách từ cái chữ lên cái đấy ạ. Ok, góc này tương tự này, góc này là góc của cái mũi tên đấy, ok chưa. Rồi single này thì tạm thời bạn không cần ha. Đây là đường nét đơn này, dimension set này, không cần là jumper thì bạn chú ý cho mình đến cái mục jumper này này. Jumper này thì có cái kiểu ghi này, jumper format này, kiểu ghi này. Đây có các kiểu như symbol, đó chính là C. C có nghĩa là bạn tự hiểu được C2, ví dụ như C2. C2 đó chính là 2 nhân 2 hoặc là 2 nhân 45 độ đấy. Còn cái dưới là size này, đó chính là 2 nhân 2 nhá. Rồi, size g. G đó chính là nhân 2 nhân với lại 45 độ là jumper 2, và nhân 45 độ hoặc là 45 nhân 2 thì thường những trường hợp này không dùng ha. Mình có thể sử dụng là 2 nhân 45 này cũng ok này. Rồi, thì cái này là x to hay x nhỏ thôi. Đấy, ví dụ như bạn chọn x to này. Đây bạn chọn này thấy không, thì x nó lớn hơn, còn cái trường hợp này thì x nhỏ hơn thì bạn chọn x nhỏ nhá. Cái là ký hiệu của cái mũi tên thôi. Đấy rồi ok. Spacing đó chính khoảng cách, khoảng cách giữa từ số 2 đến dấu x là một khoảng đấy, là bằng bao nhiêu đấy. Đấy thầy chú ý cho mình nha, đó chính là cái khoảng cách spacing. Spacing là khoảng cách. Ok, bạn nhập trong một rồi. Letter format tương tự ở đây là jumper ha. Jumper là cái kiểu ghi này, kiểu ghi ví dụ như bạn chọn cho mình cái kiểu kiểu đầu tiên chẳng hạn. Đấy kiểu đầu tiên ha. Rồi tương tự cái text thì tương tự bạn chọn cho mình cái kiểu ghi text, ví dụ như kiểu này chẳng hạn. Đây kiểu cuối ha, kiểu này là after sub chẳng hạn. Rồi ok. Dimension line này, đây là line between the drop và trim between dimension line, thì bạn tích vào hai này cho mình ha, thì nó tự động bắt cho bạn. Rồi ok. Radial liên quan đến góc này, đây là 45 độ ha, ok. Rồi origin thì cái này không cần ha. Rồi cái này không cần thiết lập. Rồi text là liên quan đến chữ này, đây mili này, chữ là mili ha, ok. Phần thập phân phía sau này, đây là phần phía sau thì bạn chọn cho mình thì một chẳng hạn, một hoặc là hai thôi. Rồi tương tự cái phân số ghi này, thì thức quy phân số này tương tự ở đây là cái này là có đây là dấu chấm hoặc là dấu phẩy này, thấy không? Này là dấu chấm hoặc dấu phẩy này, nó ghi là 45,5 độ hoặc là 45,5 độ đấy, hai này. Còn cái sau leading zero và sau leading zero đó chính là hiển thị số 0 phía trước, còn sau trailing zero đó chính là những số 0 về sau thôi. Đây bạn không chọn nhá. Rồi tương tự cái normal detail, cái kiểu ghi này, đây bạn cứ chọn cho mình cái chữ đầu tiên cho nó chẵn ha, thường thì gốc thì để chẵn, ít khi để lẻ lắm. Rồi tương tự cái zero display thì là hiển thị số 0 phía trước thì bạn để mặc định cho mình. Rồi các thông số ha, tương tự. Rồi ở mục display and festival này đó chính là hiển thị cái khung thôi, đây bạn không để nhá. Rồi tương tự các cái thông số phía dưới này, thông số này origin này, đấy kiểu này là kiểu ghi text ha. Đây ok. Rồi đây để mặc định đi, ghi như này là ok rồi. Format này, rồi format là cái kiểu ghi chữ thôi, không cần. After text này, ở đây là upper text này chính là ghi chữ thôi. Đây thì ở đây bạn có thể chọn phông chữ cho nó này, rồi regular này hoặc là politics này. Đấy ở đây là cái không chiều cao này, chiều rộng, khoảng spacing này. Đấy cái thứ hai ở đây bạn tùy chỉnh. Rồi dimension text đó chính là ghi kích thước, cái phông chữ để ghi kích thước, nha. Đấy thì ở đây bạn cũng có thể tùy chỉnh nhá, thường thì mình để mặc định thôi. Còn nếu mà thấy nhỏ quá thì bạn vào đây bạn tăng lên. Đấy, tăng cái chiều dài, này. Thế ví dụ như trong cái bản vẽ bạn thấy cái chữ nó, cái kích thước nó hơi nhỏ thì bạn vào đây bạn tăng lên. Đấy, ok. Rồi tolerance này, đây chính là ghi kích thước cho dung size, à phông chữ cho ghi dung size thôi. Thì đây cũng thế, bạn có thể tùy chỉnh nhá. Tùy chỉnh này, trong này có rất là nhiều phông chữ. Đấy, thì nếu mà trong cái trường hợp mà bản vẽ của bạn rất là lớn á, thì bạn thì tùy chỉnh trong này, do đó phông chữ cho nó to lên một xíu để phù hợp với cái bản vẽ ha. Reference tương tự này. Đấy, hậu này. Annotator này chủ yếu là chuyên về các cái đường nét, trong cái phần là ký hiệu, ví dụ như là sử dụng
Anohito này là những cái chú thích này này. Đây thì chưa có bản vẽ nên là bạn hơi khó hình dung ha. Rồi những video cụ thể là mình sẽ nói đây. GDP, GDP là cái đường nét ha. Ok, ví dụ như nét đích hoặc là đây chính là cái để ghi là dung size của bạn. Đấy, thấy không? Đây là cái gì ký hiệu đấy. Đấy, ví dụ như nân này hoặc là top này. Đấy, hoặc là on này đấy, kiểu ghi dung size thôi. Đấy, ba lâm là ví dụ như một cái bản vẽ một cái ba lâm này đó chính là ví dụ như một bản vẽ lắp bạn muốn đánh số ba lâm cho nó là cái chi tiết bao nhiêu đó, thì là cái ba lâm này ha. Đây đó chính là đường nét của nó này. Bạn có thể chỉnh sửa là đường đây là bề dày của nó là độ dày của cái nét nó là bao nhiêu này, rồi bạn có thể thay đổi màu này. Đây, ok chưa? Rồi ngoài ra rồi còn có là cái apply đây đó chính là kích vào của bạn có cho nó cái mũi tên không á? Cái này là cái mũi tên này. Hay bạn tích vào nhá. Rồi, thì ở đây ví dụ như bạn đổi màu thì cho nó khác cái màu đen đi nhá. Nhưng mà thường thì để màu đen thì cho nó mặc định cho nó dễ nhìn thôi. Nhiều màu mè nó khó nhìn. Ok, Surface Finish tương đương là cái bề mặt ha. Cái bề mặt Wim Wheel chính là Symboy đây chính là ký hiệu mũi hàn thôi, thường là dùng cho khung dầm mũi hàn nha. Đấy, ok. Tanger Pon đấy chính là pon điểm này. Đấy là Symboy này chính là pon này, kích thước bề dày là bao nhiêu này. Đấy, ok, tương tự Interden này, rồi tương tự Block ha. Cái này đó chính là ký hiệu về dung size à, về 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 vật liệu thôi. Đấy, theo liệu steel này, thứ này ở đây là khoảng cách giữa hai đường song song này, góc là bao nhiêu này. Đấy, ví dụ như hai đường song song là ký hiệu song song này, ấn đường gạch chéo đúng không, gạch chéo thì thường là 45 độ nhưng mà khoảng cách là bao nhiêu thì bạn sẽ nhập vào đây. Đấy, tương tự cái up the view này. Đấy, ok chưa? Rồi, ok, bạn có thể tùy chỉnh nhé. Ở đây bạn có thể tùy chỉnh màu cho nó này. Đấy, ví dụ như màu xanh màu đỏ chẳng hạn. Đấy, color các thứ ha. Rồi, ok, boundary cơ là vùng boundary là đường check này. Rồi, ok, phần trăm là bao nhiêu. Rồi, center line. Center line đó chính là cái đường center line của bạn đấy. Ví dụ như bạn cho nó màu 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 xanh chẳng hạn, đấy, màu xanh đậm này chẳng hạn. Đấy là đường ký hiệu đường center. Center line thì bạn phải chọn là 0.25 thôi ha, cho nó chậm thôi. Rồi tùy chỉnh phông này. Đấy, bạn có thể vào đây. Đấy, ok chưa? Rồi symbol tương tự ha. Thì thường những cái thông số này thì mình không có chỉnh sửa, chủ yếu là mình chỉnh sửa cái phần là dimension thôi. Dimension là ghi kích thước, còn những cái phần quan nâng cao hơn thì người ta phải tự ghi chứ, nó tự động sao được. Rồi, ok, common này, table là bảng ha, bảng tính, common này, đấy, cell này, rồi tùy thôi, tùy tùy bảng. Bảng này thì thường là bạn update nó ra, thì thường ví dụ như bạn update ra thì bạn phải chỉnh sửa nha. Public bằng public này, đây này, bằng public là trong cái phần table này này. Đấy, ok, public này, thấy không, hiệu chỉnh cái bảng public. Rồi, ok, các thông số này thường thì bạn để mặc định cho mình nhá. Đấy, bạn chú ý cho mình cái phần là Anohito này, annotation này và phần là dimension là phần quan trọng nhất thôi. Đấy, đó chính là những cái hiệu chỉnh về bản vẽ. Nếu bạn nào có xem phần kênh thì trong phần là SolidWorks thì mình cũng nói về cái phần này ha. Chủ yếu là mình chỉnh sửa những cái phần cơ bản thôi, còn những cái phần nâng cao là mình phải tự động ghi chứ đâu ai để không cho bạn được. Nếu mà tự động thế thì người ta còn phải làm gì nữa. Đấy, ok chưa? Rồi, nếu mà tự động được thì người ta thuê bạn làm gì nữa đúng không ạ? Rồi, ok. Các cái phần cơ bản như vậy ha. Rồi, bạn sau đó bạn nhấn apply này, sau nhấn là scan. Apply là để lưu lại, rồi sau đó scan. Đấy, vậy là mình đã thiết lập xong một số cái phần cơ bản trong phần là một số thiết lập cơ bản trong phần là nãy cha, drawing nãy cha. Ok, bài học sau mình sẽ hướng dẫn các bạn đó chính là tạo ra một khung bản vẽ ha. Thì trong này cái khung này là khung cái tiêu chuẩn của phần mềm này. Bây giờ là mình muốn edit lại cả, chỉnh sửa lại hết, tự tạo theo cái kiểu riêng của mình. Thì các bạn phải là tạo một cái khung blank là khung trắng ha, rồi mình sẽ tự thiết lập. Đấy, đây là các cái chữ này. Rồi các cái khung này mình sẽ bỏ hết đi này. Đấy, cái dấu gạch gạch này, dấu phân chia này. Đấy, ok. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.